Thưa quý vị, Thịnh Nguyễn đang đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Những lớp nhà mà quý vị đang nhìn thấy đó chính là những khu vực của những căn hộ được xây của tập đoàn Vingroup, và ở đây người ta gọi là Vinhome Ba Son, một trong những dãy nhà, những căn hộ sống rất thuận tiện và thuộc dạng cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Những căn nhà này thì độ cao khoảng 40 đến 50 tầng. Đây chính là cái hãng đóng tàu Ba Son trước kia. Để tiếp nối con đường này thì Thịnh Nguyễn sẽ đi vào đến đường Lê Thánh Tôn. Đây là giao lộ giữa Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Từ vị trí này thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy được một số tòa cao ốc nằm ở ven sông Sài Gòn, gần khu vực Bến Bạch Đằng của thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị xem clip vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha quý vị, nhớ ủng hộ kênh của Thịnh Nguyễn.